Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chả giò chay rất là đơn giản, đó chính là chả giò bánh tráng. Thường thì quý cô bác gói chả giò bằng bánh tráng bò bía, bánh tráng rế để có độ giòn. Còn đây em gói chả giò bằng bánh tráng để gói gỏi cuốn. Nhưng khi hoàn thành thì ăn cũng rất là giòn và ngon. Phần nhân bên trong được làm rất là đơn giản từ nấm mèo, chả chay và bắp ngọt. Cùng với độ giòn của bánh tráng bên ngoài, chấm thêm một ít tương ớt cay cay nữa. Món này dùng để ăn chơi hoặc là ăn với bún, thêm một ít nước mắm chay chua ngọt nữa thì ngon hết sảy. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món chả giò bánh tráng mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là phần nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 10g nấm mèo. Nấm mèo sau khi mua về thì em ngâm cho nó nở mềm như thế này, rửa thật sạch để khô. Và 100g chả lụa chay. Quý cô bác có thể dùng đậu hũ cũng được, một ít hành lá và 100g bắp ngọt. Phần bắp ngọt thì em đã lãi mỏng như thế này. Em đã dùng dao bào và bào cho nó thật là mỏng như thế này. Hoặc là quý cô bác có thể lãi hạt và cho vào máy xay mình xay nhuyễn cũng được. Gia vị nêm gồm có 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 8 cái bánh tráng để gói gỏi cuốn. Quý cô bác chọn loại bánh tráng dày nha. Cần có một ít tương ớt để chấm và một ít dầu ăn để chiên. Nguyên liệu đơn giản chỉ như vậy thôi, bây giờ thì chúng ta làm nha. Nấm mèo thì em sẽ mang cắt sợi nhỏ. Nấm mèo quý cô bác có thể sử dụng nấm mèo đen, nấm mèo trắng. Không dùng nấm mèo thì có thể sử dụng nấm tuyết hoặc là nấm rơm đều được. Nấm mèo đã cắt sợi rồi thì đương nhiên chả chay cũng phải cắt sợi cho nó giống nấm mèo luôn. Nếu không dùng chả chay, quý cô bác có thể dùng hem chay, dùng nấm đùi gà, dùng sườn non chay hoặc là dùng lát heo chay đều được hết. Phần nhân bên trong phải có một loại nấm nè, một loại chả và một loại rau củ. Quý cô bác mình thích sử dụng loại nào cũng được. Chả chay cũng đã cắt xong rồi, bây giờ thì chuẩn bị một cái tô lớn, mình sẽ cho tất cả nguyên liệu này vào tô. Cho hết tất cả vào tô, nêm thêm gia vị, trộn đều để làm phần nhân. Giờ thì cho đường và hạt nêm chay vào đây. Trộn thật đều lên. Đối với phần nhân này, quý cô bác có thể thêm vào một ít tiêu xay hoặc là đậu phộng rang cũng được. Nhưng bé nhà em đang bị bệnh cho nên cử đậu phộng cho nên em không có sử dụng thêm đậu phộng vào trong món chả giò chay này nha. Nguyên liệu trộn xong thì để khoảng 15 phút sau chúng ta mới đi cuộn bánh tráng. Khi cuộn thì quý cô bác chuẩn bị một miếng bánh tráng, thoa đều lớp nước lên cho nó ướt. Sau đó thì cho phần nhân vào bên trong, cuộn lại cho thật là chặt tay, như vậy là được rồi. Còn khi cuộn thì quý cô bác thích cuộn to cuộn nhỏ tùy theo sở thích. Quý cô bác cứ cuộn cho nó chặt, để khi chiên thì cái miếng bánh tráng nó không có bị phồng lên. Như vậy là em đã cuộn xong một cái cuộn bánh tráng rồi nè. Giờ thì cuộn tiếp tục đến khi nào mà hết phần nhân thì thôi. Đây là những cuộn bánh tráng mà sau khi em đã cuộn xong. Giờ chỉ cần mang chúng đi chiên nữa là được rồi. Để chiên thì em chuẩn bị một chảo dầu, đợi khi nào mà dầu thật là nóng thì bắt đầu cho những cuộn bánh tráng vào và chiên. Khi cho bánh tráng vào thì quý cô bác vặn cho thật là nhỏ lửa lại nha.
Mình chiên bánh tráng ở lửa nhỏ nhất giúp bánh tráng giòn, không bị phồng lên lủng lỗ mà cũng không có bị cháy khét. Giờ thì chiên ở lửa nhỏ nhất, chiên đến khi nào mà những cái cuộn bánh tráng này cho nó vàng giòn, thật là giòn là được. Sau 15 phút chiên thì bây giờ chúng ta đã có những cái cuộn chả giò chay rồi nè. Những cái cuộn chả giò này bây giờ nó rất là giòn luôn. Và mùi bánh tráng nó cực kỳ thơm. Đây là những cuộn chả giò mà em vừa chiên xong. Nó rất là giòn. Và bánh tráng khi chiên thì nó rất là thơm luôn. Khi ăn thì quý cô bác có thể chấm cùng với tương ớt nè, tương cà, tương xay, sốt mayonnaise hoặc là muối tiêu chanh đều được. Món này quý cô bác có thể dùng để ăn chơi, ăn với cơm hoặc là ăn với bún, thêm một ít nước mắm chay chua ngọt nữa, thêm một ít rau dưa thì ngon hết sảy luôn. Đây là bên trong cuộn chả giò, có rất nhiều màu sắc, màu đen, màu trắng, màu vàng lẫn cả màu xanh của hành nữa. Chả giò chay làm cũng rất là đơn giản, tùy theo khẩu vị của quý cô bác mình có thể thay đổi các nguyên liệu, cái phần nhân bên trong. Sau khi chiên xong thì chả giò chay để 5 tiếng sau vẫn còn giòn rụm luôn. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì xin hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.